Dạ vâng, trung tâm điện tử Quang Ngọc và âm thanh Đức Hạnh xin được kính chào toàn thể các chú, các bác, các anh chị em đam mê âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Và hôm nay thì Quang Ngọc xin được giới thiệu đến toàn thể anh em một cặp loa tai noi và hàng đỉnh cao của dòng Eribus. Vâng, trước mắt các bác đây là một dòng loa của tai noi được anh em chơi audio đỉnh cao được tìm đến rất nhiều, đó là với modem của dòng Eribus. Và hiện diện trước ống kính đây thì đó là một cặp Eribus T2 Verup các bác nhé. T2 Verup nó là một dòng đời cực cao. Vâng, chất âm của những dòng này thì nó không lịnh tiếng. Vâng, với đặc điểm của dòng loa tai noi thì nó không lịnh tiếng, tép không chói gắt, và nó đi vào một sự đậm đà quyến rũ với người nghe bằng chất âm mộc mạc và mượt mà nhất. Đó là những cái dòng đỉnh cao của tai noi thường được sản xuất và sử dụng với các khách hàng của mình, mà họ trải nghiệm bằng sự tinh túy của chất âm, họ lắng nghe và cảm nhận được một chất âm ngọt ngào chứ không chói gắt và không mang nặng chất lịnh tai như một số dòng loa khác. Vâng, thì hôm nay thì Quang Ngọc cũng xin giới thiệu đến các bác một cặp loa cực kỳ đẹp. Vâng, hàng này thì rất hiếm, Eribus 2 Verup này thì nó là rất hiếm trên thị trường. Vâng, với dòng loa tai noi thì nó được sản xuất tại Anh Quốc. Vâng, đây là những cặp loa mới về tại trung tâm thì nó còn đẹp xuất sắc. Và chất âm của những dòng này thì các bác khách hàng chơi những dòng đỉnh cao thì cũng có đánh giá. Và với những khách hàng và những anh em mới va chạm vào những dòng loa bãi của Nhật hoặc của Mỹ hoặc của Anh Quốc thì với giá tiền tầm trung thì anh em cũng có nhận xét comment nó đúng đắn một chút. Và đây, những dòng loa thực sự hôm nay nó là những dòng loa đỉnh cao. Vâng, một chất âm đỉnh cao, nó rất là mượt mà, ngọt ngào và chất âm thì đi vào lòng người. Và sau đây thì Quang Ngọc cũng xin giới thiệu qua một chút về thông số kỹ thuật và của một cặp loa tai noi Eribus T2 Verup này. Và loa thì được sử dụng bass 30. Vâng, một sự gắn kết và cái chất của tai noi thì các bác có thể nhìn thấy phân biệt rất là rõ. Và công suất của cặp loa này thì khá lớn, và công suất trung bình là 110W và công suất tối đa là 380W. Và như vậy các bác có thể thấy là công suất nó rất lớn. Và công suất rất lớn thì nhưng ngược lại thì cặp loa này nó lại rất dễ tính và độ nhạy của nó khá cao. Vâng, độ nhạy khá cao, 95 dB. Vâng, trở kháng đặc biệt là 8 ohm. Và như vậy độ nhạy cao và trở kháng 8 ohm nó không cần đánh với những chiếc âm ly công suất cao, và như vậy nó rất dễ phối ghép với những dòng âm ly tầm trung tiền. Vâng, các bác có thể với đánh với những dòng Mark Intop hoặc là những chiếc âm ly Acophone giá tầm trung khoảng 60-70 triệu là đánh cũng rất là tốt rồi, đánh rất là hay rồi. Và thông số của thùng, vâng, về cân nặng thì nó nặng 44 kg trên một thùng. Vâng, cao 1m02. Vâng, sâu 42 cm và rộng 66 cm. Và như vậy là cái thông số thì Quang Ngọc cũng đã giới thiệu qua. Và anh em các bác nào đang có nhu cầu sở hữu những cặp loa tai noi Eribus T2 Verup mà hàng cực hiếm này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với điện tử Quang Ngọc theo số máy 0984 382 283 và 0987 201088, hoặc là liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo số máy 0948 403 966. Và hôm nay thì cũng là bài test, cũng là một bài giới thiệu đến toàn thể anh em. Và cũng xin bật mí với anh em một tin rằng, và trong thời gian sắp tới thì Quang Ngọc có về những cặp loa tai noi chưa khui thùng. Vâng, chưa khui thùng các bác nhé. Hàng là được chuyển trực tiếp nhập cảnh về Việt Nam, và anh em về có thể tự khui thùng với một số dòng của Tuberi và của Sterling. Đấy, đây các bác có thể lựa chọn. Và với những cặp loa khủng như thế này thì nó yêu cầu một căn phòng khách, phòng chơi audio của bác có một chỗ bày biện và thực sự đam mê. Và những dòng loa này thì nó có mức giá khá cao. Vâng, giá điện tử của Ngọc đang cung cấp cho anh em những cặp loa nó đẹp xuất sắc như thế này, và zin phải nói thì là tuyệt đối rồi, những dòng loa này thì nó là tuyệt đối zin rồi, thì có giá là dưới 120 triệu các bác nhé, dưới 120 triệu. Và với bài phối ghép ngày hôm nay thì Quang Ngọc đang test với một chiếc âm ly Acophone đời khá cao,
E550, vâng, một chiếc Omni E550, giá nó cũng trên 100 triệu một chút. Và với một chiếc đầu CD, một chiếc đầu CD của Acuphase, và như vậy Quang Ngọc đang đánh đồng bộ Acuphase, một chiếc CP510, vâng, giá nó cũng tầm ngót nghét 100. Và như vậy là để một bài test này cũng là giới thiệu để đến các bác thấy là những dòng âm ly cao cấp, và Quang Ngọc cũng cung cấp cho các bác rất nhiều những dòng âm ly Acuphase, những hàng demo, hàng nguyên thùng xốp mà chưa bóc tem đấy. Và hôm nay thì Quang Ngọc cũng có về tiếp một chiếc âm ly đời cao được sản xuất tháng 3 năm 2018, đó là E650, và rất đẹp, nguyên kiện, nguyên thùng xốp, và điện tử Quang Ngọc đã giới thiệu hàng về với anh em rồi. Vâng, sau đây thì xin mời các bác hãy đeo tai phone và để cảm nhận chất âm mộc mạc, tinh túy và mượt mà, ngọt ngào. Vâng, thật sự là đêm khuya mà nghe những cặp loa tai noi này thể hiện thì thực sự là nó thấy một cái tâm hồn nó quá thoải mái, quá mượt mà và rất dễ nghe, rất dễ chịu. Và với những cặp Airbus này thì các bác mà có điều kiện mà phối ghép thêm một siêu phẩm, đó là những một cặp đôi loa tép mà điện tử Quang Ngọc đang để trên đỉnh nóc kia, thì các bác nghe thì nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều, và nói là quá hay luôn. Và điện tử Quang Ngọc đang trưng bày đấy thôi, không phối ghép với hai với một cặp loa tép ST300 kia đâu ạ. Và với chất lượng thu âm trực tiếp như này thì thực sự là nếu mà các bác được cảm nhận mà ngồi trực tiếp trực diện với một cặp loa này, và chúng ta cảm nhận và chúng ta uống trà đàm đạo và cùng nhau thưởng thức, thì phải nói là nó không có gì bằng. Đấy là cái thú vui của audio là như vậy. Người chơi âm thanh thì luôn luôn muốn tìm một cái cảm giác nó thanh tịnh và nó nhẹ nhàng và thoải mái. Vâng, sau đây thì mời các bác hãy đeo tai phone nhé. Một ca khúc của Hương Lan sẽ được gửi đến toàn thể các bác. Trăng ơi trăng, đôi bờ
và đây là em quay đang trong điều kiện hơi thiếu ánh sáng một chút, và cặp loa nó có hơi tối màu, và nhìn trực diện thì cặp loa nó màu sáng sủa rất nhiều, rất đẹp. Và hôm nay là em test bài này rất là hay, thì xin mời các bác cùng cảm nhận một ca khúc nữa. Còn quốc Việt Nam ca bài sông các bác có thể để ý đến giải trung âm quá tốt luôn. Thương người ở tận biển ngàn, thương người đi con quốc kêu vào Hà Nam nào, ơi chàng chiến sĩ Việt Nam, con quốc vào Hà Giang, vào đông sang xuôi, sâu ôm lá đổ trên nguồn, lá đổ trên nguồn, tội tình ái bao tháng năm thù hận chứa mòn, ơi chàng em đang ngồi cách loa khoảng 3 mét, còn giống như một dàn giao hưởng, giống như một cặp đôi ca sĩ đang đứng trước mặt và hát cho chúng ta nghe vậy. Và với những ca khúc mà mình yêu mến thì chúng ta còn có cảm giác nổi da gà, thực sự là chúng ta phải cảm nhận được những cái điều tinh túy ở những cặp loa như thế này, rất đáng để trải nghiệm. Còn quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm, từ khi quốc kêu điêu tàn, thương người ở tận biển ngàn, thương người đi con quốc kêu vào Hà Nam nào, ơi chàng chiến sĩ Việt Nam.
Thưa toàn thể các bác, với những người đam mê âm nhạc thực sự và có những đôi tai tinh tế thì các bác có thể ngồi nghe cả ngày được với những cặp loa như này, với những bản nhạc trữ tình và nhạc đồng quê. Thì những cặp loa và bộ sản phẩm này phối hợp thì thực sự là em cảm thấy là quá mỹ mãn. Vâng, quá mỹ mãn. Vâng, như vậy là bác nào đang có nhu cầu sở hữu những cặp loa đỉnh cao của chất lượng như thế này thì vui lòng liên hệ với em theo hai số máy đã cung cấp. Vâng, rất muốn có những clip mà nó tĩnh lặng và cái điều kiện thu âm nó còn tốt hơn nữa, với một số các thiết bị hỗ trợ ghi âm tốt hơn nữa thì chất âm sẽ được gửi đến qua những tai phone của các bác còn hay hơn nhiều. Vâng, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các chú, các bác, các anh chị em vào những clip sau. Vâng, một lần nữa xin thân ái và chào các bác.